Đây. Em sẽ đốt. Bạn nghĩ đến việc mua gì? Bạn đang nghĩ đến việc mua gì? Tôi đang xem xét việc mua một chiếc laptop mới. Tôi đang xem xét việc mua một chiếc laptop mới. Điều gì đã khiến bạn quyết định mua một chiếc laptop mới? Điều gì đã khiến bạn quyết định mua một chiếc laptop mới? Chiếc laptop hiện tại của tôi đang chạy rất chậm và tôi cần một cái mạnh mẽ hơn cho công việc. Chiếc laptop hiện tại của tôi đang chạy rất chậm và tôi cần một cái mạnh mẽ hơn cho công việc. Bạn đã xem xét bất kỳ mẫu cụ thể nào chưa? Bạn đã xem xét bất kỳ màu cụ thể nào chưa? Vâng, tôi đã nghiên cứu một số lựa chọn trực tuyến. Vâng, tôi đã nghiên cứu một số lựa chọn trực tuyến. Bất kỳ tính năng cụ thể nào bạn đang tìm kiếm không? Bất kỳ tính năng cụ thể nào bạn đang tìm kiếm cũng. Tôi muốn một cái bộ xử lý nhanh và một lượng lưu trữ đủ. Tôi muốn một cái cổ vô xử lý nhắn và một luống lù chữ 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 chữ. Bạn đã đặt một ngân sách cho mình chưa? Bạn đã đặt một năng sắc cho mình chưa? Vâng, tôi đang cố gắng giữ ngân sách dưới 1.000 đô la. Vâng, tôi đang cố gắng chịu năng sắc chối 1.000 đô la. Bạn có dự định mua nó trực tuyến hay tại cửa hàng không? Bạn có dự định mua nội trực chuyến hay tại qua hàng không? Tôi sẽ mua nó trực tuyến vì có nhiều lựa chọn và ưu đãi hơn. Tôi sẽ mua nội trực chuyến vì có nhiều lựa chọn và ưu đãi hơn. Bạn nghĩ sẽ mua nó khi nào? Bạn nghĩ bạn sẽ mua nó khi nào? Tôi dự định mua nó vào cuối tháng và cuối tháng sau khi tôi đã thu hẹp lựa chọn của mình. Tôi dự tính mua nó vào cuối tháng sau khi tôi đã thu hết lựa chọn của mình. Tôi sẽ đọc tiếng Hán, em sẽ đọc theo tuổi. À, Yeah. 무엇을 사려고 생각하고 있나요? Muốn sao cô xem các ha cô ít Xe 노트북을 사려고 생각 중이에요. nào yo xe notebook sao cô xem khác chung y yo새 노트북을 사게 된 이유가 무엇인가요? xe notebook xe nô thư bu khứng xa kê tuyên yuka mùa xuân in ca yúc내 현재 노트북이 매우 느려져서 일을 위해 더 강력한 것이 필요해요. nè ngon chê nô thư bu ni à bu ki bê mê u nư ro cho so y rừng Quê hê to càng lo hắn có si pin a piru heo네, 특정 모델을 살펴보셨나요? 특정 mùa to run san hion bu sót nayo 네, 몇 가지 옵션을 온라인으로 조사하고 있어요. 네, 몇 차지?
Ôn so nun ôn so lắm ôn ra in nư rô cho xa ha cô isoyo. 특별히 찾고 계신 기능이 있나요? 특별히 찾고 계신 기능이 있나요? 빠른 프로세서와 충분한 저장 공간이 있는 것이 필요해요. 바른 프로세서와 충분한 저장 공간이 있는 것이 필요해요. 자신에게 예산을 정하셨나요? 자신에게 예산을 정하셨나요? 네, 1,000달러 미만으로 유지하려고 노력 중이에요. 네, 전달어. 네, 전달어. 미나루로 요치하라고 노력 중이에요. 온라인으로 구매할 건가요? 아니면 직접 매장에서 사실 건가요? 오라 이르노 구매한 건가요? 아니면 직접 매장에서 사신 건가요? 더 많은 옵션과 할인이 있기 때문에 온라인으로 사려고 해요. 더 많은 엄서과 한 이니 이니야 있기 때문에 온라인 이르로 사라고 해요. 언제 구매할 생각이신가요? 언제 구매한 생각 있으신가요? 선택지를 좁히고 난 후에 이번 달 말까지 살 계획이에요. 선택지는 좀 쉬고 난 후에 이번 달만까지 산 계획이에요. 네. 아, 자오 추엔 토이 세 노이 큐엠세 노이 에이. 오케이. 만당 니덴 백 뭐하지? Tôi đang xem xét việc mua một chiếc laptop mới. Điều gì đã kiếm bằng quyết định mua một chiếc laptop mới? Chiếc laptop hiện tại của tôi đang chạy rất chậm và tôi cần một cái mạnh mẽ hơn cho công việc. Bạn đã xem xét bất kỳ màu cụ thể nào chưa? Vâng, tôi đã nghiên cứu một số lựa chọn trực tuyến. Bất kỳ tính năng cụ thể nào bạn đang tìm kiếm không? Tôi muốn một cái có bộ xử lý nhanh và một lưu trữ và một lượng lưu trữ đủ. Bạn đã đặt môn năng sắc cho mình chưa? Vâng, tôi đang cố gắng giữ ngân sách dưới 1.000 đô la. Bạn có dự định mua nó trước chuyến hay tại của hàng không? Tôi sẽ mua nó trực tuyến vì lựa chọn à vì có nhiều lựa chọn và ưu đãi hơn. Bạn nghĩ bạn sẽ mua nó khi nào? Tôi dự định mua nó vào cuối tháng sau khi tôi đã thu hẹp lựa chọn của mình. Trao đổi, em sẽ nói cứ tôi sẽ A. Bạn nghĩ đến việc mua bạn đang nghĩ đến việc mua gì? Tôi đang xem sách
Pek mua một chiếc laptop mới. Điều gì đã khiến bạn quyết định mua một chiếc laptop mới? Chiếc laptop hiện tại của tôi đang chạy rất chậm và tôi cần một cái mạnh mẽ hơn cho công việc. Bạn đã xem bất kỳ mẫu cụ thể nào chưa? Vâng, tôi đã nghiên cứu một số lúa trong chức thuyền. Bất kỳ tính năng cụ thể nào bạn đang tìm kiếm không? Tôi muốn một cái cổ bốc xử lý nhanh và một lũ ngữ chữ 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 chữ. Bạn đã đặt một ngân sách cho mình chưa? Vâng, tôi đang cố gắng chịu nhan sắc rồi 1.000 đô la. Bạn có dự định mua nó trực tuyến hay tại cửa hàng không? Tôi sẽ mua nó trực tuyến vì cũng như là thuận và ưu đãi hơn. Bạn nghĩ sẽ mua nó khi nào? Tôi dự tin mua nó vào cuối tháng sau khi tôi đã chụp hấp lụa trôn của mình. Tiếng Hàn, tôi sẽ nói chú question cơ hội. Em sẽ answer chào Này. hỏi chào hỏi chào hỏi answer Sao? để đáp nè muốn sử dụng sao có sinh ra khá Se nu thư bu cưng Saroko sen các chung y dề ổ thế notebook을 사게 된 이유가 무엇인가요? Nè Yong che nu thư bu ki Mèo Nu thư À nu ro cho so Y lưng Về hê thó Chạ Căng Căng róc Hăn Cọt Coi pin vô hê특정 모델을 살펴보셨나요? 네, 몇 가지 몇 가지 온 온눈 아 온라 이 이누로 조사하고 있어요. 특별히 찾고 계신 기능이 있나요? 발음 프로서 발음 프로 세서와 중문한 저장 공간이 있는 건 것이 필요해요. 자신에게 예산을 정하셨나요? 네, 전돈 안에 전타로 미마르로 요지하라고 노력 중이에요. 온라인으로 구매할 건가요? 아니면 직접 매장에서 사실 건가요? 많은 엄서와 환인이 있기 테문에 온라인으로 사라고 해요. 언제 구매하실 생각이신가요? 선택지른 좀 희고 나의 호나난 후에 이번 단 만까지 산 계획 이에요. 네, chào đổi. Em sẽ nói cao hồi, tôi sẽ nói chào hồi. 네. 무슨 사라고 생각하고 있나요? 새 노트북을 사려고 생각 중이에요. 새 노트북은 사게 된 이유가 무슨 인가요? 네, 현재 노트북이 매우 느려져서 이를 위해 더 강력한 것이 필요해요. 특정 모델은 산피어
보셨나요? 네, 몇 가지 옵션을 온라인으로 조사하고 있어요. 머리 잡고 계신 기능이 있나요? 빠른 프로세서와 충분한 저장 공간이 있는 것이 필요해요. 자신에게 예산은 전자 썼나요? 네, 1,000달러 미만으로 유지하려고 노력 중이에요. 온라인으로 구매한 건가요? 아니면 직접 매장에서 사신 건가요? 더 많은 옵션과 할인이 있기 때문에 온라인으로 사려고 해요. 언제 구매한 생각이신가요? 선택지를 좁히고 난 후에 이번 달 말까지 살 계획이에요. 네. 세 노이 텐한 뱅당이 된백 뭐지? 뱅당. 벤라 너는 당신은 당니 니 생각해요. 생각하는 중이에요. 당니 생각 중이에요. 넨백 뭐하지? 찌라 무엇? 무엇 사다. 무엇을 사려고 생각 중인가요? 벤당니 넨백 뭐하지? 또이당 쌤 찾고 있어요. 또이당 쌤 색백 뭐하? 비엑 모아 못찍 랩탑 노트북 노트북 세. 모이 새로운 거 새로운 노트북 뭐 하나 살까 찾고 있는 중이에요. 뉴지다 겜뱅 비징 모아 못찍 랩탑 모이 뉴지 이거 다켄 니아 한국 몰랐어요. 찾았어요? 발견했어요? 찾았어요. 만 퀴칭 결정했어요? 모직 랩탑 모이 새 노트북 결정했어요? 뉴지 무엇을 사려고? 무슨 노트북 사려고 결정했어요? 찍 랩탑 현재 랩탑은 와 또이 내가 나의 노트북은 당자이 참참 느려요. 아주 느려요. 당 짜이 야참 노트북이 느려요. 짬 느리다. 그리고 짬 느려요. 냔냔 빨라요. 빨라요, 네. 예, 참 느려요. 야참. 그리고 또이 간뭐 까이 필요해요. 간 나는 미안해요. 필요해요. 뭐 까이 하나 맘매 하나. 강력한 거, 온 도, 저 공백, 일해요, 공백. 이래요. 일을 위해서 더 강력한 거, 못가이, 잭 랩탑 필요해요. 그러니까, 반다 쌤셋 받기 마오 구체 나오죠? 찾았어요? 라, 바꿔? 찾았어요? 쌤셋? 어떤 거 찾아봤어요? 마오 구체 나오 망네 또이다 닌구 찾았어요. 연구해봤어요. 몇 가지 뭐쏘 루아 존 주원 트렌
trơn trên internet online trực trên là online 에서 선택하다 고르다 고르려고 생각했어요. 라키팅 양 구체 나오 맨당 띵겜 찾다 몇 됐다. 번 것을 구체적으로 찾고 있어요. 만 빠끼띵 양 구체 나오 만당 팀켄 찾아요 찾고 있어요. 소이 뭐이 원해요 뭐 원해요 뭐까이 하나 원해요 뭐뭐찍 랩탑 뭐 까이 쌤쌤 고 보슬리냔 빠른 프로세서 있어요. 고 보슬리냔 마 몰롱 루주두 몰롱 루주두 Một lượng lưu trữ đủ. thiên hàn 알아요? 니아 Bỏ thiên hàn 몰라요? lát sao. OK, yeah. 홍 이따가 확인해요. 뭐 룽루 주두 OK. 네. 아마도 더 빠른 거. 아, 저장 공간 필요해요. 뭐 룽루 루 저장. 아, 네. 저장하는 거 주두 필요해요. 더 많이 저장할 필요 있어요. 벤다닷 모낭 싹 조민 주어. 벤다닷 모냥싹 예산. 당신은 얼마나 필요할 거예요? 돈을 얼마나 쓸 거예요? 막, 네. 소이당 꼭 고강 노력하고 있어요. 고강. 아, 주낭 싹 예산을 요이 아래. 아, 모닝 $1,000. 아, $1,000 아래에 사용하고 싶어요. 하고 싶어요. 뱅고진야 주진 모노 축주엔 하이다이 구아 항공 주진 모노 축주엔 그것을 하이다이 구아항 라 가게 구아항 가게, 가게. 아니면 축주엔 온라인 어디서 살려고 해요? 완고 주진 결정해요? 무아 사요? 노 그거 인터넷 쪽 주엔 인터넷, 네. 인터넷에서 살 거예요? 아니면 무아항 가게에서 살 거예요? 노이세 무아 나는 살 거예요. 그걸 노쪽 주엔 인터넷에서 살 거예요. 온라인에서 비는 때문에. 고뉴루존마유 다이 혼 선택이 많아요. 뉴 많아요. 루 많아요, 뉴. 존 예. 마유 다이 혼더 우대. 이거 티앙한 비슷해요. 유 다이 우대 할인. 유 다이 라 티앙한 라 우대. 아, 아, 우대. 우대 있어요. 더 잘해줘요. 만니 반세 모아노 키나오. 너는 반세 모아노 키 언제 그래서 오케이. 그것을 살 거예요. 또이 유진 모아노 나는 유진 모아노 그거 살 거예요. 마오 꾸어이 땅 월말에 땅월월 꾸어이 말 월말에 싸우기 또이 나두햅로전 구아민 내가 선택한 거 후에 월말쯤에 살 거예요. 오케이. 아 now 아 땡볕 땡볕 오케이 할수 있어요. 아 또이 세지엽 엠아 비엣 땡겨. 오케이. 자, 네. 해봅시다. 오케이, 빠따오. 뭔가 bạn nghĩ sẽ mua gì? 반 니, 세, 뭐, 지, 오케이. Tôi sẽ xem중이에는, tôi nghĩ sẽ
Tôi nghĩ sẽ mua một chiếc laptop mới. ok. Tăng tăng nhỉ, tăng nhỉ, tăng tăng chung Tôi nhỉ. đang nghĩ à, tôi đang nghĩ sẽ mua một chiếc laptop mới. Ok. Đi chỗ, đi chỗ. Bạn sẽ mua chiếc laptop mới Đi ở chỗ. đâu? Của tao. Mà ở tao, anh đi bộ. Thật cái bên, yêu, yêu gà, đi chỗ. Và, về thay hộ, bay sao. Bên, Iyuka quê muối. đâu. Ok. Về thay hộ, về thay hộ. Tiếng Việt là gì? Một lát sợi. Tiếng Việt, bà ra vô dạy kia quay đâu. Thay đồ tư vụ, về thay hộ. Chiếc bút máy tính, laptop. Laptop. Tại sao Laptop này. mua mua một chiếc Ta laptop mua. mới chụp nào chúa. Ok. À không. Ok, mọi thứ gì Iyuka, yêu lý Iyuka, sao tại sao quê sai yo lý do để mua mua một chiếc laptop mới. mình sẽ mua một chiếc laptop. Không phải. Bạn sẽ mua một chiếc laptop mới. Ok. Thứ đó. Để 현재 노트북이 매우 느려져서 이걸 위해 더 강력한 것이 필요해요. Tôi sẽ tôi Đưa tôi cần một tôi cần một chiếc laptop mới. đi Tôi đưa cần một yêu chiếc đưa laptop đưa mới yêu để làm việc. cô làm được đưa đưa ta đưa đi ta bộ đưa đi ta Để làm việc. tarda nhan nhan đưa đi ta À, tôi cần một chiếc laptop mới chạy nhanh để làm việc. nhan ông không anh để À, nhé. đưa đi ta nhan tarda tarda con chung À, con mạnh mẽ, mạnh mẽ. thể à. Tôi cần một chiếc laptop mới mạnh mẽ để làm việc. But chắc chắc chắn 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 video chắc chắn một chiếc laptop của tôi là chắc chắn À, yeah. đừng Oh, nghe tôi cần đi. Chiếc laptop của tôi rất chậm. tôi cần Nên tôi cần một chiếc laptop mới mạnh mẽ hơn để làm việc. cho làm việc công việc Này. công việc better ok À, để có việc. nè cứ đám Gì đây? Bạn trong đã một tìm. cái sách vừa xem này á bạn đã xem xét À, bạn đã xem xét mua ở đâu? Bạn đã xem xét Ở đâu? mua Ok. Yeah. mua Model, mô hình thức tao. Mô hình thức tao. The laptop brand name. Branding là cái gì? Brand name. Ok. Ok. Mấy cái gì option을 온라인으로 조사하고 있어요. Option. Vâng. Internet. Lên cu. Kim Sam lên cu. Online, internet. Tôi đang Kim xem xét ở lên cu trên internet. internet là chốc À. truyền À, tôi đang tìm kiếm trên internet.특별히 찾고 계신 기능이 있나요? 뭐 bạn đã tìm kiếm
tìm kiếm Bạn sẽ tìm kiếm phải không nhỉ? Chắc cô là tìm kiếm. Kê xin kỹ năng, bạn có kỹ năng, kỹ năng. kỹ năng một là sở. No, 기능. 빠른 프로세서와 충분한 저장 공간이 있는 것이 필요해요. 저장, 빠른, 냔, 프로세서가 순리, 순리? Cái gì nhỉ?네, 또한 필요해요. Tôi빠른, cần nhanh, nhanh processor, các su lý, dữ liệu nhỉ? ba Dữ liệu lưu không trữ. cả, lũ, Tôi cần nó nhanh và dữ liệu lưu trữ lớn. lớn, ok, lũ, yêu san chẳng hạn này ô, yêu san là năng sắc, nhãn xúc, năng sắc, yêu san, ngang sắc, môn nhãn sắc, Không hiểu gì luôn. bao nhiêu tiền, Còn mana á? nè, yêu san. Bạn cần bạn đã có à bạn dự kiến có bạn dự định bao nhiêu ngân sách? Nhãn sắc Sách. qua min phong Vâng. Tôi dự định cố à gắng tôi dự định cố gắng cố gắng là努力 중이에요. Cố gắng cô ca là cái gì? cố gắng努力 중이에요. 유지 조이 조이 아래 아래 비싸요. 너 맥과 또아 모닝 돌라 조이 조이 아래 조이 Tôi cái gì dự định mua dưới 1.000 đô la.네 오케이 조이 모닝 돌라 하이 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 Bạn định mua trực tuyến hay ở cửa hàng? Ok, yeah, Tôi mua ở đâu rồi? sẽ mua ở à tôi sẽ Thích mua xem. ở tôi sẽ mua ở trên trực tuyến vì có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Tốt hơn. Halin là Yuri. Ok. 언제 구매할 생각인가요? Khi bạn xin các bạn nghĩ xem nào, bạn nghĩ Nhà khi xe nào sẽ mua? xe mua ok 선택지를 적히고 난 후에 이번 달 말까지 할 거예요. Tôi sẽ mua khi tôi thu hẹp Quang tăng tôi son thép là cái gì ta? sau khi Sau khi thu hẹp thu hẹp sau khi then thu hẹp tôi sẽ mua lựa chọn. quà tặng nè rồi Tôi sẽ mua vào cuối tháng sau khi thu hẹp lựa chọn của mình. ok thiên bếp 내가 먼저 얘기해 볼까요? 그다음에 thiên bếp thiên à 예 먼저 해볼게요. 무엇을 사려고 생각하고 있나요? 맨당이 모아지 모이 좋아. 아, 또이당이 모아 모책 라타 모이. 맨당
đang mua một chiếc nốt laptop mới. Thế nào? Đi chỗ không biết. The mua mua chiếc laptop của tôi là rất chậm. Tôi cần căng mang mẹ cô cho công việc. Bạn đã xem xét mô hình tức táo không biết. Tôi đang đi cô bằng chốc chuyết cô. Ok, đi bằng bằng đang cái xem tiêm độc tao. Tôi cần su đi nhắn bà lưu Lưu trữ lưu chú không biết lớn, lớn. lưu trữ lớn. Ok, lưu chú lớn. Bên đà cô ngăn sắc nào không? Vâng, tôi cố gắng lưu trí rồi mô nhìn đô la. Bạn đã mua ô chốc chuyến hay hăng hăng các hăng Là mẹ cái chẳng là ô tao mẹ chẳng các hăng các hăng. Tôi sẽ mua nó ô chốc chuyến vì tôi có thể có option halin là ude hon ude hon. một Khi sự lựa chọn. nào sẽ mua? Tôi sẽ mua nó quốc tăng sau khi không biết. Giữa một cuối tuần sau khi Thu hẹp. thu Ok, hẹp thu hẹp. lựa Ok. chọn. Lựa chọn. Ok. Tại vừa nè, tiếng Hàn nhảy kia thì Ok. Ba 1 phút là 1 phút nào mà sẽ. Eco bio. Ok, 1 phút, 1 phút. Ok. Okay. Bạn đang nghĩ đến việc mua gì? Muốn muốn thì sẽ. Hả? Tiếng Hàn. Tiếng Ừ, Anh tiếng cũng Hàn. có. Né. Mùa xuân. Mùa Mùa gì? xuân. Mùa. Mùa Sao điều sen kiện? Sao điều kiện? một mùa xuân sen các Sao yêu điều kiện? à Mùa. sao yêu cổ Xem các kiểu. Xem sách à mùa. c nu thô bu ni à c nu thô bu ki Sao điều kiện?